Xin chào mọi người. Tiên Võ Đế Tôn cũng là chân mày đế tiên 887. Thật đúng là cứng rắn không phải bình thường. Diệp Hào thở dài, Hỗn Độn Thần Đỉnh Bá Đạo anh cũng đã biết, ngay cả nó để đập mà không hư, có thể thấy được cái địa tạng vẫn thạch này kiên cố tới cỡ nào. Nói xong, anh đem địa tạng vẫn thạch nhét vào bên trong Hỗn Độn Thần Đỉnh. Nếu như Hỗn Độn Thần Đỉnh có thể đem nó nuốt vào, tuyệt đối sẽ càng hung hãn. Thế nhưng là để anh ngạc nhiên chính là anh phút trước vừa đem địa tạng vẫn thạch nhét vào, phút sau liền bị đại đỉnh phun ra. Điều này cũng làm cho biểu lộ của anh vô cùng kỳ quái. Chỉ cần là loại pháp khí thì Hỗn Độn Thần Đỉnh đều nuốt chửng, nhưng lại vẫn không chịu nuốt vẫn thạch này. Rất hiển nhiên đây là bảo bối. Diệp Đào hà ra từng hơi vào vẫn thạch, còn dùng ống tay áo lau một chút. Ngay cả Hỗn Độn Thần Đỉnh đều nuốt không được, có thể thấy được nó bất phàm như thế nào. Luyện thành tấm thuẫn hoặc là cầm đi nện người là thuận tay nhất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt đã tới bình minh. Ánh nắng sáng sớm ấm áp vương vãi, khoác cho Hằng Nhạc một tầng áo ngoài lộng lẫy. Đệ tử cùng trưởng lão của Hằng Nhạc đều đi ra. Đầu tiên là nhìn lên Ngọc Nữ Phong một cái, liền bắt đầu công việc lao động ngày hôm nay. Đúng thế, chính là lao động. Chỉ trách tiệc rượu hôm qua quá kinh khủng, khắp nơi đều là một mảnh bừa bộn, cần phải dọn dẹp. Cũng đừng nói, ai cũng đều nhiệt tình 10 phần. Thánh chủ Thiên Đình đã trở về, con đường phía trước là một mảnh quang minh, yên ổn mà tường hòa là mỹ hảo nhất. Bên trên Ngọc Nữ Phong, từng gian khuê phòng trong cùng một lúc đều mở ra, từng nữ tử nhao nhao lao ra ngoài. Có lẽ là quá gấp gáp, phần lớn là để Trần Chân Ngọc, một đôi mắt đẹp khẩn trương tại bên trên Ngọc Nữ Phong liếc nhìn khắp nơi, dường như bị mất đi bảo vật quan trọng gì đó nên đang cật lực tìm kiếm. Tìm cái gì vậy chứ? Diệp Hào choàng một cái khăn nấu ăn, bưng một bàn rau xanh ra tới, xem xét liền biết vừa đi nấu cơm. Chúng ta còn tưởng là đang nằm mơ. Khóe mắt chúng nữ có lệ quang lấp lóe, ngay cả lời nói đều nghẹn ngào. Sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, hết thảy lại trở thành hư ảo. Lúc này mới khẩn trương đi tìm kiếm. Nhà đầu ngốc, nơi nào có nhiều mộng mị như vậy chứ? Diệp Đào cười một tiếng. Đến à, ăn cơm, hoàng giả của đại sở tự mình xuống bếp đó. Chúng nữ vừa khóc vừa cười, đều quên cả rửa mặt, vây quanh ở trước bàn cơm, để không còn thận trọng của một nữ tử ăn mà không cần giữ hình tượng. Diệp Đào lần này bỗng nhiên làm bữa sáng vẫn là rất dụng tâm. Đến đẳng cấp này của các nàng sớm đã không còn ăn cơm, nhưng muốn là các loại cảm giác này, tu sĩ vốn luôn cao cao tại thượng, đôi khi cũng khao khát cuộc sống trần thế. Thực sự bình dị và đơn giản. Ăn chậm một chút đi, mọi người cứ giống như ma đói vậy chứ. Diệp Đào cầm đũa cũng không biết gắp chỗ nào, vì gần như trên bàn đã không còn thức ăn. Đã biết có nhiều vợ, sao không làm nhiều một chút chứ? Liễu Như Yên một chân đá Diệp Đào cười đùa nói ra. Lần sau nhớ cẩn thận một chút, ta làm rất nhiều rồi đó. Diệp Đào gượng cười, dứt khoát đem đũa buông xuống. Một bàn đồ ăn bị chúng nữ càn quét sạch bách, làm cho anh người nấu cơm này rất là xấu hổ. Ôi, ta đi chậm rồi, hết đồ ăn rồi sao? Ta đây là tới chậm rồi sao? Hồng Dị đống thịt kia là đến, một đường chạy chậm, chạy cho thịt mỡ toàn thân lắc lư, xem ra chính là đến ăn trực. Lần này hắn đã gắng sức chạy nhanh nhưng vẫn không kịp, ngay cả ta cũng chưa được ăn. Diệp Hào xua xua tay, lại nhìn sang mấy người gọi là vợ của mình. Tốc độ ăn cơm này thực sự là khó tin, tuyệt đối cực nhanh. Thật xấu hổ. Hồng Nhị sờ sờ cái bụng xẹp lép, đem bàn tay thò vào bên trong đũng quần, xách ra một con gà nướng đầy dầu mỡ, liền ngồi xổm ở đó mà gặm. Anh chính là không cần mặt mũi.
Một bộ động tác này, chớ nói là chúng nữ, ngay cả Diệp Hào đều nhìn mà một vẻ mặt ghét bỏ. Biết túi trữ vật của người hay giấu trong đũng quần, người cũng cần mỗi lần đều từ bên trong đũng quần xách đồ ăn ra như vậy chứ. Một khi lỡ không cẩn thận đem tiểu đệ cũng lôi ra ngoài đó. Cùng ca ca nói một chút đi, đêm qua ngươi ngủ cùng vợ nào thế? Hồng Nhi phớt lờ ánh nhìn của mọi người, dùng ngón tay mập mạp đầy dầu mỡ chọc chọc Diệp Đào, lại còn nháy mắt ra hiệu tụ thành một khối mới náo nhiệt. Diệp Đào vuốt vuốt tóc, vậy ta phải đưa cho ngươi một chút đồ tốt. Hồng Nhi dùng miệng ngậm con gà nướng, sau đó đưa bàn tay đầy dầu mỡ luồn vào trong đũng quần, sờ soạng thật lâu mới xách ra một vật. Hổ tiên, tuyệt đối là hổ tiên, so với cánh tay còn to hơn. Diệp Đào nhìn mà khóe miệng co giật. Hồng Nhị hoàn toàn chính xác đã đưa cho anh không ít bảo bối, đều thuần một sắc là hổ tiên cực kỳ tráng dương. Chúng nữ nhìn thấy mà gương mặt đó bừng lên, tình cảnh xấu hổ đến cực độ. Cũng đúng thôi, nhiều vợ như vậy cũng phải thật tốt bồi bổ. Hồng Nhị cũng thật là khéo hiểu lòng người, thật sự là hảo huynh đệ. Đây chính là đồ tốt. Tạ Vân, thằng tiện nhân kia tìm ta xin suốt 3 năm rồi, nhưng ta vẫn chưa cho hắn. Hồng Nhị te tét cười. Vì biểu đạt lòng biết ơn của ta, bảo bối này tặng cho ngươi. Diệp Hào đút cho Hồng Nhị một bao đồ vật, đều là đặc sản, hỗn hợp của Minh Giới cùng Đại Sở. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối đầy đủ phân lượng. À, cái này tốt ta. Hồng Nhị trực tiếp ném đi con gà nướng, lau lau dầu mỡ trên tay một chút, cầm nó bằng cả hai tay. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Hồng Nhị thời khắc này, Diệp Hào không hiểu sao lại nhớ tới Nhân Dân Đạo. Mấy người vợ của anh, hai người ôm chân Hồng Nhị, hai người khác ôm cánh tay Hồng Nhị, còn anh thì cưỡi trên lưng Hồng Nhị, mang theo một túi đặc sản tê rần, liều mạng nhét vào họng hắn, chỉ tưởng tượng liền có đủ buồn nôn. Hồng Nhị chạy vọt đi ôm lấy túi đặc sản kia, vội vội vàng vàng, xem ra hắn muốn tìm một nàng thử uy lực một lần. Diệp Hào nhìn sang chúng nữ, xong việc họ rất tự giác cất đi hổ tiên tráng dương kia. Anh quá nhiều vợ nên cái này cần phải cất phòng thân. Lưu manh, chúng nữ đạp Diệp Hào, giọng điệu cực kỳ nhất trí. Ta nếu là lưu manh đùa nghịch thì các nàng đều còn đang nằm trên giường dậy không nổi à. Diệp Hào khẽ cười, đêm qua cái gì anh cũng không làm. Huynh vừa nói cái gì? Chúng nữ khó thở đều bùng phát bão tố, cái địa bát gì cũng đều đập tới. Hê, không trúng. Diệp Hào như làn khói chạy đi, phía sau còn có lời nói truyền về. Ta đi ra ngoài một chuyến, đừng có nhớ ta đó. Ai thèm nhớ huynh? Chúng nữ bĩu môi, ngoài miệng tuy là nói vậy, lại cười rất ngọt ngào, cũng là hòa thuận, thu dọn bát đĩa như từng người vợ hiền lành, không khí rất là ấm áp. Diệp Đào bước ra khỏi hàng nhạc, lao thẳng đến phương Bắc như một đạo thần mang. Chẳng biết đến lúc nào anh mới tại trước một tòa cổ thành đáp xuống. Cổ thành này đại khí bàng bạc, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập tứ phía, trên tường thành còn nhuộm máu tươi chưa khô. Đây là Đan Thành, thánh địa của các luyện đan sư Đại Sở. Năm đó anh chính là ở đây được Đan Tổ tấn phong Đan Thánh, mà lại trên danh nghĩa anh vẫn là thành chủ Đan Thành. Đan Thánh giá lâm không tiếp đón từ xa thật là có lỗi. Không chờ anh tiến vào Đan Thành, một đám trưởng lão Đan Thành liền ra đón, tuy đều là lão bối nhưng từng người đều cung kính với anh. Diệp Hào là hoàng giả của Đại Sở, lại là thánh chủ Thiên Đình, còn là Đan Thánh, càng là thành chủ Đan Thành, vô luận là một thân phận nào đều cực kỳ tôn quý, đáng nhận được sự kính trọng. Là ta quấy rầy rồi. Diệp Hào mỉm cười, từ trong túi trữ vật lấy ra một bình đựng tro cốt, nâng ở trong tay. Xin hỏi thánh chủ, đây là... Một đám lão bối đều khẩn trương nhìn xem Diệp Hào. Bọn họ rất rõ ràng bên trong là đựng tro cốt, mà nhất định là người của Đan Thành, rất có thể chính là Đan Thần cùng Đan Nhất, cũng hoặc là
trưởng lão Đan Thần Khác. Là Đan Ma tiền bối, Giới Đào mỉm cười một câu đầy bi thống. Nhân quả cùng Đan Ma cũng coi như không nói rõ được mà cũng tả rõ được. Đầu tiên là cầu địch, sau là minh hữu. Nếu không phải nhờ có Đan Ma thì Đan Thành cũng luyện không ra Thiên Tịch Đan, mà anh cũng đạt tới cấp chuẩn thiên, trở thành thánh thể đại thành, cũng không đấu được Thiên Ma Đế. Vậy đại sở thờ khắc này hơn phân nửa đã thành bụi bặm của lịch sử. Lúc Thiên Ma xâm lấn, Đan Ma cũng ở tại Đan Thành, đã từng dùng sinh mệnh bảo vệ đại sở, cũng là an linh của đại sở. Chỉ đáng tiếc trời xanh trêu ngươi để Đan Ma chuyển thế đến Thiên Ma Vực, còn gặp nhau tại trên chiến trường minh giới. Hết lần này tới lần khác, ký ức tiên quang không giải được phạm cấm trí nhớ ông ta, đành phải lấy cái chết để đổi lấy một vài khoảnh khắc thanh tĩnh. Xin bái kiến tiền bối, biết được là Đan Ma, trưởng lão Đan Thành tập thể quỳ một chân trên đất, thần sắc cung cung kính kính. Chuyện có liên quan tới Đan Ma, Đan Thần tại năm đó đã nói rõ với mọi người. Đan Ma không phải là phản đồ của Đan Thần, mà là người bị hại, gánh lấy nợ máu, sống ở trong bóng tối, chui nhủi như một con chó nhà có tang. Toàn bộ Đan Thành bọn họ đều nợ ông ta. Diệp Hào nhấc chân bước vào Đan Thành, đứng dưới tượng Đan Tổ. Một đám trưởng lão Đan Thành cũng nhao nhao đi tới. Luyện Đan Sư của Đan Thành liên minh tụ tập lại, trong ánh mắt tràn đầy đau xót. Tiền bối trở về nhà rồi. Diệp Đào tang thương cười một tiếng. Dứt lời, anh mở bình tro cốt, đem tro cốt của Đan Ma rải xuống chân tượng Đan Tổ. Một cái đời luân hồi, ông ta cuối cùng là cát bụi, cũng trở về với cát bụi, cũng coi như lá rụng về cội. Tất cả thù hận kiếp trước, tất cả chìm nổi được bắt đều theo tro cốt mà phiêu tán, triệt để trở thành bụi bặm của lịch sử. Toàn bộ người của Đan Thành đều tại một cái chớp mắt này quỳ một chân trên đất, đối với tro cốt đang tung bay kia hành một đại lễ. Diệp Hào lại đi, rời đi trong yên lặng. Từ trong cõi u minh còn có thể nghe thấy một tiếng khàn khàn mà tang thương. Cảm ơn ngươi. Ra khỏi Đan Thành, Diệp Hào một đường đi về hướng bắc, anh đi bắc sở. Tại đại địa trung thông, anh có chút ngừng chân, tại trước một anh hùng vẫy xuống một mảnh rượu, tên người khắc trên đó phần nhiều đều đã tìm được, còn lại vẫn chỉ là một cái tên người. Anh không biết có bao nhiêu người rốt cuộc không về được, lại càng không biết đến cùng có bao nhiêu người cũng giống như Đan Ma chuyển thể đến Thiên Ma Vực, trở thành Thiên Ma. Lần Thiên Ma xâm lấn tiếp theo, an ninh phiến tổ địa này chắc chắn sẽ gặp nhau tại chiến trường, trở thành tử địch của nhau. Theo một tiếng thở dài, anh lần nữa xoay người dẫm lên trời, đi về hướng Thánh Tông Thiên Long của Bắc Sở. Anh muốn thật nhanh đến nhìn một chút nữ tử đã dùng tính mệnh hiến tế cho anh, Nam Minh Ngọc Sấu. Thiên Long cổ thành đại khí bàng bạc, lộ ra vẻ tang thương mà cổ xưa, chứng kiến năm tháng cũng chứng kiến sự hưng suy của đại sở. Quan sát từ hư thiên như một cự long chiếm cứ, quan sát bát hoang từ phương xa nhìn tới lại như một tòa tiên thành của nhân gian. Quê nhà của Huyền Hoàng bất thủ tại thế gian, nó sẽ là tấm bia to nguy nga được thương sinh kính ngưỡng, được truyền tụng đời đời. Diệp Hào từ trên không trung đáp xuống, khi chất khoan thai chậm rãi bước vào. Dưới nắng sớm, Thiên Long Thành rất náo nhiệt, bóng người rộn ràng, âm thanh gào to rao hàng không ngừng vang lên, khiến lộ rõ sự phồn hoa của nhân thế. Diệp Hào ghé qua nhân gian, tâm thần chợt hoảng hốt, mỗi khi đến thành này sẽ không thể tự chủ được nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Năm đó chính là ở đây anh có được Đại La Thần Thiết, cũng chính là ở đây cùng Nam Minh Ngọc Sấu
lần đầu tiên gặp nhau dẫn xuất ra một đoạn nhân quả trời xuôi đất khiến. Vạn dặm đi qua ngày xưa quả thật là vô tận cảm khái. Thương hải tan điền, năm tháng biến thiên, tiểu tu sĩ năm đó bây giờ đã trở thành hoàng giả của đại sở, giành chấn chư thiên vạn vực. Đó là người qua đường đều kinh ngạc, giống như nhận ra Diệp Đế Hào vừa muốn hành lễ thì Diệp Đế Hào cũng đã biến mất không còn tung tích. Thiền Lăng ở dưới tòa thành cổ chính là một mảnh tiên sơn rụng lờ. Sâu trong tiên sơn có một mảnh rừng nhỏ tịch mịch mà yên tĩnh. Bên trong khu rừng nhỏ có một mảnh linh trì có dị sắc dâng lên. Trước linh trì có một bóng lưng thẳng tắp, vĩ ngạn mà khỏe mạnh, cứng cỏi tựa như núi cao, bất kỳ cái lực lượng gì cũng khó mà phá vỡ. Chính là Huyền Hoàng, hoàng giả của đại sở, phụ hoàng của Nam Minh Ngọc Sấu, cũng là người khai sáng ra hỗn độn vô cực đạo kia. Bái kiến Huyền Hoàng. Diệp Hào chắp tay, cùng là hoàng giả của đại sở, nhưng đối với Liệt Đại tiền bối cho tới bây giờ anh đều là kính sợ. Không cần đã lễ, Huyền Hoàng mỉm cười ôn hòa mà hiền lành. Diệp Hào tiến lên cùng sánh vai với Huyền Hoàng, nhìn về phía linh trì kia. Bên trong linh trì có một nữ tử toàn thân hư ảo, nàng ở trạng thái hồn phách, thân mặc áo cưới, ngủ đầy an tường. Dung nhan nàng tuyệt thế, từng sợi tóc xanh đều nhuộm quang hoa, không dính khói lửa trần gian, không nhiễm phàm thế. Nam Minh Ngọc Sấu, nữ tử si tình, lấy mạng đổi mạng. Nhìn tới nàng, trái tim Diệp Hào bỗng nhiên đau xót, không biết mình có tài đức gì để đến một nữ tử mỹ miều như thế, cam nguyện dùng tính mệnh đổi lấy cho anh 3 năm tuổi thọ, tờ chết vẫn đều cười yên nhiên. Sự áy náy trước nay chưa từng có lấp đầy tâm thần của anh. Anh thiếu nàng không chỉ là một mạng, còn có tình duyên. Cũng giống như anh, Huyền Hoàng ở bên cạnh cũng tràn đầy áy náy.